Cô gái bất hạnh. Ngày xưa, ở đất nước Hy Lạp xa xôi, có một người hầu nữ vô cùng xinh đẹp trông coi điện thờ của nữ thần đồng trinh Athena. Tên nàng là Medusa. Ông là ai? Ta là Poseidon, vĩ thần cai quản biển cả. Tôi là người của nữ thần Athena, không thể tùy tiện giao du với đàn ông được. Nàng có thể làm bạn cùng ta không? Không bao giờ. Nàng nghĩ nàng có thể cự tuyệt ta sao? Ông không được động vào tôi. Có chuyện gì đã xảy ra với ngươi? Thần Poseidon cao quý như vậy, làm sao có thể có những hành động như vậy được? Hay là người đã quyến rũ ngài? Thưa nữ thần, con chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Làm sao ta có thể tin lời một kẻ có gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang trong mình dòng máu của quỷ Gogo như ngươi? Ngươi đã làm vấy bẩn điện thờ của ta, làm tổn hại danh dự của nữ thần đồng trinh Athena này. Ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt. Medusa, cả cuộc đời này ngươi sẽ phải mang hình hài của một con quái vật khiến mọi người ghê sợ. Mái tóc bồng bềnh của ngươi từ nay sẽ là một ổ rắn độc. Đây mới chỉ là khởi đầu, ngươi sẽ còn phải đón chờ hình phạt đáng sợ hơn thế nữa kìa. Nữ thần, quái vật kìa, quái vật. Ta sẽ giết ngươi để trả thù cho em trai ta. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với các ngươi thế này? Có ai ở đây không? Có chuyện gì thế? Không, không lẽ ai nhìn mắt ta đều bị hóa đá? Nữ thần Athena, đây chính là hình phạt đáng sợ người dành cho con sao? Đó là một con quái vật thân mình đầy rắn. Ai mà nhìn vào mắt đã thì kẻ đó sẽ lập tức hóa đá. Ông quái vật, mình không được mở mắt, nếu không tất cả bọn họ sẽ biến thành đá mất. Hãy chết đi, con quái vật đã quyến rũ thần biển cả, là cô quế đền thờ nữ thần đồng trinh Athena. Tôi không làm những việc đó. Trời ơi, ta không có cố ý. Athena, người đã cho con một hình phạt quá tàn nhẫn. Con không muốn làm hại ai cả, nhưng họ đánh đập con, xúc phạm con vì những việc con không hề làm. Họ nên tự biết rằng gây sự với Medusa này là gây sự với cái chết. Quái vật, người hãy nộp mạng đi. Người là ai mà muốn lấy mạng của ta? Nghe rõ đây, ta là Perseus, con trai của thần Zeus và công chúa Danae, xứ Argos. Hôm nay, ta phải lấy đầu ngươi về cho vua Polydeuces để đổi lấy sự tự do cho mẹ của ta. Tên vua ấy có thù gì mà lại muốn lấy đầu của ta? Vì ngươi nổi tiếng là con quái vật ác độc, đã làm hại biết bao nhiêu người vô tội. Thật nực cười, là chúng tự tìm đến giết ta, chứ ta đâu tìm hại ai. Ngươi hãy đi về đi, chỉ cần ta quay đầu lại thôi là ngươi sẽ hóa đá ngay lập tức. Không đợi đâu, hôm nay ta phải giết ngươi cho bằng được. Vì mẹ ta, vì những người vô tội, vì danh dự của nữ thần đồng trinh Athena, người phải đền tội. Ta đã tha cho ngươi con đường sống, nhưng ngươi nhất định phải ép ta đến thế này sao? Một con quái vật như ngươi không đáng được sống. Ta không làm gì có tội, sao không một ai chịu nghe ta nói dù chỉ một lần chứ? Nữ thần Athena đã tặng ta chiếc khiên này để có thể tránh được ánh mắt của ngươi. Quả đúng là mau nhiễm. Nữ thần Athena, tại sao lại là người? Người có biết vì sao ta lại trốn ở cổng địa ngục hay không? Vì sao? Thank you.
ta muốn đến nơi này để không phải gặp ai. Các người vẫn đến tìm giết ta để rồi nhận lấy kết cục này. Ta sống trong dằn vặt đau khổ và nhục nhã đến vậy là đủ rồi. Cảm ơn ngươi đã giải thoát cho ta. Vĩnh biệt. Hóa ra đằng sau gương mặt quái vật ấy, cô vẫn còn giữ cho mình một trái tim lương thiện. Giờ đây cô đã được yên nghỉ thanh thản rồi. Vĩnh biệt Medusa. Vậy là Medusa đã trút hơi thở cuối cùng dưới lưỡi kiếm của người anh hùng Perseus. Chính sự vô tâm, thiếu cảm thông cùng những cái nhìn định kiến về vẻ bề ngoài của tất cả mọi người xung quanh đã đẩy một cô gái lương thiện vào bước đường cùng, khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một quái vật. Và sau cùng, cái chết chính là sự giải thoát duy nhất cho số phận nghiệt ngã của Medusa. Những bữa tân gia. Trung vậy hả con? Thế còn mẹ con, thằng cò con cuốn đâu? Hôm nay có mình con thôi. Sao không cho lũ trẻ về chứ? Dễ phải nửa năm rồi. Chúng nó còn nhỏ, chen chúc trên xe khách cũng khổ. Bữa nào tôi với ông lên thăm nó vậy? Người ta đi được, mình vẫn đi được chứ sao? Hàng xóm người ta còn quên mất là tôi cũng có cháu nội đấy. Ôi dào, ba cứ để ý lời thiên hạ làm gì cho mệt. Mấy bữa nữa mát trời, con thuê xe cho mẹ con nó về chơi với ông bà. Thì tùy anh chị, làm sao thì làm. Ấy, cái ông này, con nó về mà cứ này nọ. Thôi, tôi với ông đi mổ gà nấu cơm cho con nó. Mua mấy cái đồ này làm gì cho phí tiền hả con? Ở quê bố mẹ nấu bữa nào, ăn bữa nấy. Thức ăn thừa thì cho lợn gà, có gì để dùng lò vi sóng đâu. Đúng rồi, cái điều hòa mua từ năm ngoái cũng chưa dùng lần nào. Ở quê đâu có ngột ngạt như thành phố. Sẽ có lúc bố mẹ cần tới nó đấy. Mà hàng xóm xung quanh nhà mình xây nhà mới nhiều quá bố mẹ nhỉ? Trung về thăm nhà đấy hả? May quá gặp chú ở đây. Ôi, thế là ông bà lại được con trai sắm đồ mới cho à? Nhất ông bà rồi đấy. Anh Phương độ này trông khỏe ra đấy. Anh lên nhà chơi đã. Thôi, anh còn phải đi mấy nơi nữa để mời cổ. Chả là mai cháu làm tân gia có đụng con lợn. Mời hai bác và chú Trung đây sang ăn bữa cơm uống rượu với gia đình. Hoành tráng thế, chúc mừng anh nhé. Em nhất định phải sang xin anh chén rượu. Cậu hứa rồi nhé. Hai bác nữa, nhớ sang chơi với chúng cháu. Nhất định rồi. Ở cái làng này. Alo. À, thế à. Được rồi, chúc mừng ông. Có gì tôi sẽ ghé. Được mùa xây nhà hay sao mà ai cũng mời tân gia thế nhỉ? Thằng bạn con ở làng bên cũng mời sang ăn cơm với nhà nó. Ở cái làng này có nhà nào không xây to, xây đẹp đâu. Thế cái làng này có nhà nào đầy đủ tiện nghi như nhà mình. Con nó có để mình thiếu thốn gì mà ông cứ so bì. Có hai ông bà thì xây nhà to cũng có ở hết đâu. Đúng rồi đấy ạ, nhà to nhiều tầng mất công mẹ lại phải quét dọn suốt ngày. Cứ đầy đủ tiện nghi là được mà bà. Mẹ con nhà anh thì chống chế giỏi lắm. Chả cần biết trong nhà có gì. Người ngoài nhìn vào có cái nhà to đẹp mà không mát lòng mát dạ hả? Tính ba mày vẫn thế. Cứ là để ý miệng lưỡi thiên hạ chứ không có ý gì đâu. Con biết rồi. Nhưng mà xây nhà mới to đẹp thì cũng tốt hơn phải không mẹ? Ôi dào, quan trọng gì. Ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Anh chị cứ lo cho bọn trẻ tốt là bố mẹ vui rồi. Chuyện nhà cửa đừng có bận tâm. Từ hôm ở quê lên, anh có vẻ trầm tư. Anh suy nghĩ chuyện gì hả? Ừ, có việc anh đang phân vân. Nói em nghe đi, biết đâu em có cách. Ở cái làng này, có nhà nào không xây to, xây đẹp đâu. Ra là thế. Tính ba là thế. Không muốn thua kém ai. Thích được tự hào với những người xung quanh. Hay vợ chồng mình thì anh cũng hay mua sắm đồ đạc về cho ba mẹ mà. Thì đó, anh nghĩ cứ mua đồ tốt về cho ba mẹ dùng, để nhà cửa đầy đủ tiện nghi như thành phố.
Ai dè ba vẫn không vui. Vậy ý ba là muốn xây nhà to phải không anh? Anh chờ em chút. Cái này là... thì là sổ tiết kiệm của nhà mình. Nếu ba mẹ thích, anh cũng về xây nhà cho ba mẹ vui. Ba mẹ có mỗi anh là con trai, chắc cũng muốn được mát mặt với làng xóm. Cái này khoản phát sinh đâu có nằm trong kế hoạch của vợ chồng mình. Còn dự định mua ô tô, anh cứ hỏi ý ba mẹ muốn xây nhà thế nào, rồi mình lên thiết kế. Ba mẹ không vui thì em và anh cũng không thấy thoải mái. Hương à, cảm ơn em đã nghĩ cho anh. Hôm nay cảm ơn các anh chị em đã đến chung vui với nhà tôi. Xây được cơ ngơi này, tôi mát lòng mát dạ lắm. Ra đường cứ gọi là không phải hổ thẹn với bố con nhà nào nữa. Vô, chúc mừng bác. Cậu Phương đâu rồi? Cậu Phương, cậu xem, đáng ra tháng sau mới đến hạn. Mà ông nhà tôi ốm nặng, cần phẫu thuật gấp. Cậu thông cảm thu xếp trả nợ cho tôi. Tôi, bây giờ tôi biết xoay đâu chứ. Cậu Phương à, tháng này cậu chịu khó trả nợ sớm cho tôi. Đàn lợn nhà tôi đột nhiên bị dịch, nhà tôi coi như mất trắng. Cậu cứ tự nhiên nhé. Tôi mời ông mừng cho tôi có căn nhà mới to đẹp nhất nhì trong làng. Ông giỏi thật đấy, nuôi ba đứa con lại xây được nhà to thế này. Người ta xây, mình không xây thì lại bị họ cười chê kém cỏi. Vậy ra ông xây nhà là vì chạy đua với thiên hạ. Thì ở đâu theo đấy, đây là người ta quan trọng cái nhà. Giàu có đâu không biết, cứ phải bằng anh bằng em. Tiện đây, ông có tiền không? Cho tôi vay một ít, xây nhà nợ nần nhiều quá. Dạ, sau khi bàn bạc, vợ chồng chúng con đã quyết định. Thôi, bà đã nghe chuyện nhà cái cậu Phương, đúng là chết vì sĩ diện. Hóa ra, bên trong những ngôi nhà tô đẹp ở cái làng này là những người phải gánh nợ nần chồng chất. Bà không muốn chúng mày cũng thế. Ông hiểu ra thì tốt rồi. Nếu bà đã nghĩ thông thì tốt quá. Thật ra, số tiền này chúng con vốn để dành để mua một chiếc ô tô. Hàng tuần, con sẽ đưa vợ cùng cò và cuốn về chơi với ông bà. Cha bố anh, chuyện tốt vậy anh chị không nói sớm cho ba mẹ biết. Tiểu thư nón gỗ. Ngày xưa ngày xưa, ở vương quốc Kawachi có một gia đình giàu có. Cuộc sống của họ tuy rất sung túc, nhưng họ mãi không có con. Họ đến cầu nguyện Phật bà Quan Âm ở Hasedera với mong ước sinh được một đứa con. Ít lâu sau, cặp vợ chồng hạ sinh một cô bé gái đẹp kháu khỉnh. Cô bé càng lớn càng xinh đẹp, lại rất có tài năng và khéo léo. Năm cô bé tròn 13 tuổi, mẹ cô bất chợt lâm bệnh nặng. Trước khi mất, mẹ gọi cô bé đến dặn dò. Con gái yêu của mẹ, mẹ phải xa con rồi. Mẹ có một món quà muốn tặng con. Nó chắc chắn sẽ giúp cho con sau này. Một chiếc nón ư? Hãy đội lên đi con. Mẹ ơi! Cha cô bé dùng mọi cách để tháo chiếc nón ra nhưng không được. Cuối cùng ông đành phải bỏ cuộc. Kể từ đó, mọi người đặt cho cô biệt danh là cô nàng nón gỗ. Ai ai cũng ghẻ lạnh, xa lánh vì chiếc nón kỳ lạ trên đầu cô. Một thời gian sau, cha nàng nón gỗ cưới vợ mới. Đó là một người phụ nữ gian ngoa, độc ác. Con bé đó đã bị nguyền rủa. Nếu giữ nó trong nhà, chắc chắn mọi người trong nhà sẽ gặp vận rủi. Thảo nào gần đây tôi thấy mọi việc cứ trục trặc thế nào ấy. Hóa ra là vì có kẻ mang điềm xấu đến. Một ngày, cha nàng nón gỗ phải đi làm ăn xa. Bà mẹ kế đã nhân cơ hội để thực hiện âm mưu của mình. Cô hãy cút ra khỏi ngôi nhà này, đừng ở lại đây để trù ếm mọi người nữa.
Nhưng đây là nhà của con mà. Con phải đợi cha con trở về đã. Cha cô còn lâu mới về. Hơn nữa, từ lâu ông ấy đã không còn muốn giữ cô ở lại đây rồi. Mau đi đi. Trên đời này không có ai cần mình. Không còn ai yêu thương mình nữa. Mình sống cũng có ích gì đâu. Nàng nón gỗ nhảy sông tự vẫn, nhưng chiếc nón lại giữ nàng luôn nổi trên mặt nước. Kiệt sức vì tự tử không thành, nàng lặng lẽ ngồi xuống dưới một gốc cây để mặc cho mọi sự trôi qua. Đúng lúc đó, một vị quan lớn trong triều đi ngang qua, cảm thông với số phận của nàng. Ông bèn đưa nàng về phủ để làm người đun nước tắm. Vị quan có 4 người con trai, 3 người con đầu đều đã lấy vợ, là những tiểu thư quyền quý. Chỉ còn người con út chưa lập gia đình. Ơi, chú chim nhỏ tội nghiệp, đừng lo, chị sẽ chăm sóc cho em mau khỏe lại. Vẫn còn nhiều việc phải làm quá. Nàng có cần ta giúp gì không? Công tử, sao người lại ở đây? Ta thấy nàng luôn làm việc chăm chỉ, mà không hé răng kêu than một lời. Ta thật sự rất cảm phục. Hãy cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cảm ơn công tử. Lời động viên của chàng trai đã khiến nàng vô cùng xúc động. Đã từ rất lâu, không có ai nói với nàng những lời dịu dàng đến thế. Thưa cha, xin cha hãy cho con được cưới nàng nón gỗ làm vợ. Sao cơ? Con muốn cưới cô gái đội nón. Vâng, thưa cha. Chính tấm lòng chân thật và tính cách hiền lành của nàng đã khiến con rung động. Không thể được. Ta chỉ là động lòng trắc ẩn mới mang con bé đó về đây. Sao con trai ta có thể cưới một con bé đội nón không rõ mặt mũi được? Con hãy nhìn các chị dâu con xem. Ai cũng có dung mạo hơn người. Tại sao con không chọn một cô gái như vậy mà lấy? Nhưng cha ơi, con thấy lấy vợ đâu phải chỉ vì dung mạo. Điều con yêu chính là tâm hồn của nàng. Thôi được, ngày kia là ngày thử tài con dâu theo truyền thống của gia đình ta. Nếu con có thể khiến mọi người nể phục cô ta, thì ta sẽ đồng ý hôn sự này. Xin Phật bà Quan Âm hãy cho con biết con nên làm thế nào. Ngày mai đã là ngày thử tài rồi. Nếu mọi người thấy con trong bộ dạng này, e rằng chàng sẽ bị chê cười. Con biết chàng thật lòng với con, nhưng con không muốn vì mình mà chàng bị chế giễu. Xin người hãy giúp con với. Khi nàng vừa dứt lời cầu nguyện, kỳ tích liền xảy ra. Chiếc nón đã rơi xuống rồi sao? Con trai út và cô nón gỗ sao đến giờ vẫn chưa thấy? Ồ, đẹp quá! Cô là cô gái đội nón đó sao? Vâng, thưa ngài. Đội ơn ngài giúp đỡ con bấy lâu nay. Khá lắm. Con đã lựa chọn rất đúng. Ta sẽ tổ chức hôn sự cho con ngay ngày mai. Và thế là họ đã cưới nhau trong niềm vui và lời chúc tụng của tất cả mọi người. Ủa, kia là... Cha! Con gái của cha đi ư? Cha xin lỗi. Cha đã bị bà ta lừa và cướp hết tài sản. Cha đã đi tìm con khắp nơi mà không gặp. Cha! Nàng đưa cha về chung sống. Từ đó gia đình họ sống hạnh phúc, êm ấm suốt đời. Chàng trai yếu đuối. Cả hai đều mới bước chân vào showbiz mà đã trở thành những nghệ sĩ được yêu thích. Giờ còn là cặp đôi vàng được truyền thông săn đón nữa. Anh này, em đang định đi chỉnh sửa chút ở mặt cho đẹp hơn. Anh xem thế nào, sắp xếp thời gian cho em nhé. Lại chỉnh sửa, để báo chí phát hiện được em sẽ không yên đâu. Ông bầu còn chưa lên tiếng chuyện này. Anh chỉ là quản lý, sao phải nhiều chuyện thế? Anh cứ mặc kệ cô ấy, mà anh cũng bớt bớt lịch diễn cho em đi. Chỉ diễn nơi nào cát xê cao thôi, rồi một tháng hát vài ba nơi là được rồi. Cậu đi hát ít thế, thì tôi biết ăn nói thế nào với công ty, với người hâm mộ. Em không biết, anh mà nhận nhiều là em bỏ show đấy. Được lắm, bây giờ các cô, các cậu đang nổi. Thích gì được nấy,
không ai cản được. Đến lúc có hậu quả thì đừng trách. Một thời gian sau, truyền thông gần đây không ngừng đưa tin về những scandal của nữ ca sĩ Lê Chi, từ việc hỗn láo với đàn chị, phẫu thuật chỉnh hình đến ăn mặc phản cảm. Việc khán giả đồng loạt quay lưng lại với Lê Chi cũng chính là bài học cho lớp nghệ sĩ trẻ về thái độ trước công chúng. Bao giờ cậu mới thôi nông nổi, bao giờ mới chịu sống có trách nhiệm đây Vũ? Các cậu đi bar ăn chơi thác loạn, rồi lại bỏ lịch diễn không một lý do. Vì cậu mà công ty đã tổn thất bao nhiêu cậu biết không? Lê Chi đang gặp rắc rối, giờ lại thêm cậu nữa. Hai cô cậu đã cùng nhau trở thành cặp đôi bê bối của làng giải trí rồi đấy. Hôm qua, bọn em đã chia tay rồi. Chắc tại cả hai đều đang gặp chuyện, nên không thể quan tâm nhau nhiều như xưa. Có lẽ cả hai đứa đều còn trẻ tuổi, lại nổi tiếng quá nhanh, nên không thoát khỏi sai lầm, vấp ngã. Cứ im lặng một thời gian, rồi đâu lại sẽ vào đấy. Một năm sau, mới sáng ra đã nghe mẹ cầu nhau. Bố mẹ không phải bận tâm đâu. Con đã lớn từng này rồi, còn phải để bố mẹ lo à. Lâu lắm rồi không gặp cậu, tôi có thể vào trong không? Tôi thấy tập hóa đơn sinh hoạt, điện, nước này trước cửa. Nếu cuộc sống khó khăn quá thì bảo tôi một tiếng. Tôi sống thế nào kệ tôi. Một năm trước khi tôi gặp rắc rối, anh và công ty đã bỏ rơi tôi. Giờ các người thấy tội lỗi à? Chúng tôi không nợ cậu gì hết. Tôi chỉ tiếc cho giọng hát trời phú của cậu, muốn giúp cậu thoát khỏi đám rác rưởi này thôi. Anh đi ra khỏi đây. Cuộc sống của tôi không đến lượt anh lo. Một năm trôi qua mà cậu vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Cậu có biết một năm qua Lê Chi đã nỗ lực cố gắng thế nào để đứng dậy không? Cả hai đều rất tài năng, đều gặp rắc rối khi còn trẻ. Tại sao Lê Chi có thể tự đứng dậy mà cậu thì không? Lê Chi đã nhờ tôi hỏi thăm về cậu. Con bé thực sự muốn giúp cậu trở lại. Lê Chi đi hát lại rồi à? Sao mấy cái bê bối kia? Anh tưởng cô ấy giải nghệ rồi chứ. Anh không biết đâu. Một năm qua chị ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả để bắt đầu lại. Thật là đáng ngưỡng mộ. Ôi, tôi xin lỗi. Cậu này có phải Khánh Vũ, ca sĩ Khánh Vũ không nhỉ? Chắc không phải đâu. Mắt anh bị sao đấy? Anh Khánh Vũ đâu trông thảm hại như thế. Có lẽ hào quang đã trở lại với em như xưa rồi. Anh không muốn nhận sự thương hại của em, cũng không cần nhờ em. Anh cũng có thể tự đứng dậy được. Anh cứ tin tưởng làm việc với em một lần đi. Anh biết khả năng của em. Khỉ thật, không tiền, không quan hệ, không làm được cái quái gì cả. À, đúng rồi. Họ bảo sẽ cắt điện, cắt nước nếu hôm nay mình không đóng tiền. Phòng 404, cậu đã trễ tiền phòng mấy tháng nay rồi. Cậu ra đây cho tôi. Tôi cho cậu thêm mấy ngày nữa. Nếu không đóng đủ tiền phòng thì dọn ngay ra khỏi đây cho tôi. Vũ, Vũ, ăn cơm cho con. Mẹ biết là con không thích, nhưng nếu hết tiền thì bảo mẹ gửi lên cho nhé. Hôm nay mẹ thấy trên TV phát lại bài hát của con. Ôi, vẫn là con trai của mẹ hát hay nhất. Mẹ ơi, con là thằng con trai yếu đuối. Tại sao người ta có thể mạnh mẽ tự đứng dậy sau vấp ngã, còn con thì không? Con thực sự không phải người mạnh mẽ, nhưng đâu có nghĩa là con yếu đuối. Mỗi người có một cách vượt qua khó khăn khác nhau. Khi con không thể tự mình đứng dậy thì đơn giản là nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh. Điều đó không chứng tỏ con là kẻ yếu đuối. Kẻ yếu đuối thực sự chính là những người không thể gạt bỏ cái tôi, gạt bỏ quá khứ để bắt đầu lại từ đầu sau thất bại. Một lần nữa xin cảm ơn. Cảm ơn và cảm ơn mọi người đã luôn bên tôi, để tôi có thể vững vàng và trở lại như ngày hôm nay. Tôi đã từng nông nổi, từng vấp ngã tưởng như không thể đứng dậy nổi. Nhưng sau tất cả, tôi đã dần trưởng thành
và biết cách chấp nhận con người mình. Tôi nhận ra mình không phải là người mạnh mẽ, nhưng có lẽ vì thế mà tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương của mọi người. Sẽ thật yếu đuối nếu như tôi không biết trân trọng và đón nhận nó. Mệt không con? Nhanh vào nghỉ còn chuẩn bị tiết mục sao? Mẹ cứ như quản lý của con ấy. Điều ước của Melania. Đến bản tin thời tiết rồi. Ôi, hôm nay chị Oliver lại dẫn chương trình nữa kìa. Tuyệt quá. Phải gọi đây là chương trình của Melania mới đúng. Mira hỏi, tại sao cậu lại thích chương trình dự báo thời tiết kìa, Melania? Bởi vì khi biết trước được tình hình thời tiết thì mọi người có thể chuẩn bị nếu có kế hoạch hoạt động ngoài trời. Nhưng chúng ta suốt ngày ở trong nhà, có mấy khi ra ngoài đâu, mà cậu giỏi theo thời tiết làm gì chứ? Ba mẹ tớ là nông dân, việc trồng trọt phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Tớ nhớ, hồi còn ở nhà, đây là chương trình mà cả nhà tớ mong chờ nhất. Dự báo thời tiết, đến chương trình dự báo thời tiết rồi, ba mẹ ơi. Ừ, Melania, con ngồi xuống, chúng ta cùng theo dõi nào. Chúng ta xem tivi nào. Đến phần quan trọng nhất chương trình rồi. Tớ phải công nhận, các anh chị dẫn chương trình dự báo thời tiết ai cũng xinh đẹp, lại giỏi nữa. Nếu được lựa chọn, cậu muốn sẽ làm nghề gì hả Rose? Cả Mira nữa. Chân tớ như thế này thì có thể làm được việc gì chứ? Tớ lại cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt cả. Thế cậu thì sao? Nếu được mơ ước, tớ muốn sẽ trở thành một người dẫn bản tin thời tiết trên sóng truyền hình, giống như chị Oliver. Những người như chúng ta làm sao thực hiện được những ước mơ xa vời như thế? Hơn nữa, cậu còn không thể đọc, cũng không thể viết, thì làm sao có thể... Tớ biết là mơ ước đó xa vời và sẽ không thể thực hiện được. Nhưng tớ thật sự hy vọng được dẫn chương trình bản tin thời tiết trên truyền hình dù chỉ một lần. Các em ơi, tối nay có tổ chức từ thiện UNAPI đến trung tâm của chúng ta. Ơi, thế thì chắc là sẽ vui lắm. Chúng em sẽ tới đúng giờ ạ. Ừ, các em nhớ đến nhé. Cô đi thông báo cho các bạn đã. Dạ, chúng em chào cô. Hôm nay chắc chỉ có mỗi mình đi xem bản tin thời tiết nữa thôi. Hiếm có cơ hội để mình tự luyện tập. Cậu làm gì mà ngẩn ra thế hả, Melania? Chúng ta chuẩn bị đi thôi. Mira với Rose cứ đi trước nhé. Tớ xem bản tin thời tiết xong rồi, tớ sẽ tới sau. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết của kênh France. Thời tiết lạnh khô sẽ còn duy trì trong ngày và đêm nay ở khu vực phía Bắc. Nhiệt độ phổ biến từ 9 đến 13 độ. Ừ, mình phải quay lại cảnh tượng thú vị này mới được. Chào các em Melania. Cô muốn giới thiệu với em một người. Đây là cô Oliver, phóng viên thời tiết của Đài Truyền hình Quốc gia. Ôi, là chị Oliver. Em đã thấy chị rất nhiều ở trên TV. Chị chào các em. Rất vui được gặp em, Melania. Hôm nay chị tới đây là muốn mời em Melania tới Đài Truyền hình dẫn chương trình bản tin thời tiết. Em thấy sao hả, Melania? Sao? Sao chị lại mời em dẫn chương trình ạ? Em không xinh đẹp, không tài giỏi, lại còn bị bệnh như thế này nữa. Chẳng phải em có mong muốn được trở thành người dẫn bản tin thời tiết sao? Sao chị lại biết em có ước mơ đó ạ? Một thành viên của tổ chức từ thiện UNAPI đã quay lại cảnh em tập dẫn chương trình dự báo thời tiết và đăng lên mạng xã hội. Clip ấy đã nhận được sự ủng hộ của hơn 200.000 người tham gia chiến dịch
kêu gọi biến giấc mơ cả đời của em thành sự thật trên Facebook đấy. À, chính là anh tình nguyện viên đã hỏi thông tin của Melania hôm tổ chức từ thiện Unapi đến đây. Anh ấy đã hỏi rất nhiều về Melania. Nhưng em là một người bị bệnh đau. Em không xinh đẹp, em không biết đọc, cũng không biết viết. Chỉ cần em có lòng quyết tâm, thì chị tin là em sẽ làm được mà. Melania đã chăm chỉ tập luyện với ekip sản xuất bản tin thời sự Pháp trước khi lên sóng. Các nhân viên đài truyền hình đã có những hướng dẫn tận tình và lời khuyên hữu ích cho Melania khi ghi hình. Vừa rồi là bản tin thời tiết của đài truyền hình quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Em đã tập luyện chăm chỉ và đến hôm nay em làm rất tốt rồi đấy. Ngày mai ghi hình, em hãy giữ vững tinh thần này nhé. Dạ. Em hãy bình tĩnh và làm thật tốt những gì em đã tập luyện nhé. Dạ. Điều tuyệt vời này đến với mình và cũng có thể đến với nhiều người khuyết tật khác. Một cánh cửa đầy hy vọng đang mở ra. Mình là người may mắn nhất, vì vậy mình sẽ làm thật tốt mới được. Em sẵn sàng rồi chứ? Khi nào anh hô thì em bắt đầu nhé. Dạ, em sẵn sàng. Melania kìa, đúng là Melania của chúng ta đang dẫn chương trình đấy. Ôi, đây đúng là điều kỳ diệu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết của đài truyền hình France. Ước mơ tưởng chừng không thể của Melania đã trở thành sự thật rồi. Giờ thì tớ tin, chỉ cần có ước mơ, thì dù việc khó khăn đến mức nào, chúng ta cũng có thể thực hiện, Mira nhỉ? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!